Rất vui được gặp lại các bác và anh em là những người đam mê âm thanh sức mạnh, âm thanh hàng lặng và âm thanh chi tiết. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đã giới thiệu về một bộ hát và cái nhạc có thể nói là đẳng cấp của đẳng cấp, đỉnh của chóp nhá. Chơi ngoài trời, quán ba, sự kiện, hát hòa, nghe nhạc đều hiện rất tốt ở các giải bát chung kết. Thì trong cái hình này, anh Nguyễn sử dụng 100% thiết bị mới tinh nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc từ các thương hiệu nổi tiếng như JBL, Đức nhá. Đầu tiên là kể đến đôi loa đến từ Mỹ. Trong loa này có mã cực cao, đó là dòng STX, nằm trong chuỗi series 800, có model là STX85. Một dòng loa sở hữu 2 mắt 40 từ 22-100 và một tép kèn vua, thùng gỗ sơn dần, cực đẹp. Photoshop nhá, con này cho được bắt đánh cực căng, lời chi tiết và tép sáng lẩy, le keng. Một cục đẩy Motivity huyền thoại, model là mã 41.300. Công suất đưa ra là 1.300W, một kênh đánh ở trở kháng tam ôm. Nếu đánh ở 4 ôm thì ra gần 4.000 nữa nhá. Với cục đẩy này thổi bay được hai đôi loa như kia một cách nhẹ nhàng, êm đềm và chi tiết. Tiếp theo một con vang chúa có thể nói là mạnh nhất hiện nay tại Việt Nam, đó là DBLTX S900. Con này có cổng quang Bluetooth nhá, màn hình cảm ứng rất mạnh mà nhá. Và một chiếc nâng tiếng cao cấp của hãng PSV900 Bluetooth, cổng quang Bluetooth, một quản lý nguồn và một mic đứng đầu thế giới nhá. Con này đứng ngồi Sennheiser. Đầu thu là Evolut 1000G3. Mà tay của nó chạy cái củ mic là 835, cực ngọt, cực trong nhá. Đây là bộ mic được nhập khẩu từ Đức, hàng trưng bày ở các siêu thị chưa qua dụng. Và ngay giờ hãy mời các bác nghe một bản sức mạnh thể hiện từ đôi loa này và bộ ghép này. Về mic nữa nhá, thì ngày mai có một clip full tất cả các dòng từ A đến Z, từ Z nghe. Các bác hãy cầm chắc điện thoại nhá, cắm tay phone. Nghe tiếng bát thả, tiếng bát đá, giải tiết tắc phất và lời nó phóng quay quá phê và anh đúng đủ chất ghép đúng dài mà ui. Với chi phí là 153.500.000 nhá, lắp đặt tại nhà, hàng mới tinh không sợ nhá, bảo hành dài, độ bền cao. Muốn mạnh cái nữa chơi súp vào nhá, em súp kép 7 25 7 28 m, về rồi bay được 2 quả súp kép, 2 quả loa thôi kìa. Bây giờ em chơi một bản của Tây nhá, thể hiện sức mạnh chi tiết. Đấy, bác nghe cái sự chi tiết trong từng lốt nhạc. Nguyễn Xuân Thoại 0906 553 110. Chúc các em.